Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại. Chào mừng anh em đã quay trở lại. Thì ở đây thì đúng như cái tập trước mà tôi đã hứa đây. Thì đây, hiện tại tôi đang đứng ngay trước một cái NCT đây. Đó. Anh em biết nó lấy của tôi bao thời gian không? 2 tiếng tôi đi liên tục đây anh em. Đó. Tôi chém gió chắc tầm tầm 3 phút hè. Tôi chém gió thôi. Đó. Sau một đống thời gian như vậy thì và sau một khoảng thời gian tôi nghỉ ngơi, tôi đã quay trở lại với tập tiếp theo ở đây anh em. Ok. Đây. Thế cái NCT của chúng ta đâu ta? Đó. Tàu bay và NCT cái tàu bay này tách biệt hẳn ra nên tôi đoán là phải có một cái gì đó rất là tuyệt anh em ạ. Tàu bay này. Và trên cái tàu bay này nó có thứ mà tôi cần đấy anh em. Bây giờ tôi sẽ xây thẳng lên để tôi đi lấy cái tàu bay các bạn. Đó thì anh em biết là sao không? Đó là chúng ta phải đặt nước ra cái này bởi vì là rất là nguy hiểm. Tôi làm gì cái này? Trèo lên trèo lên. Tôi không hiểu sao mà tôi vừa mới vào chơi một tí tay tôi đã run rồi anh em ạ. Chả hiểu sao. Cẩn thận nhá, không nhìn mặt mấy anh Enderman nhá. Thỉnh thoảng thì cái lúc mà mình thì mình quay đầu lên mình nhìn lên trên này này thì nó rất là nguy hiểm anh em ạ, bởi vì là nó có thể cái lúc ấy thì mình lỡ mình nhìn nhầm mặt the city at the end of the game này, ghê không? Đó, cái achievement mới của tôi đấy. Nào 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 nào, xoay lên nào. Đào ăn nào. Ở trong này đó con gì không? Ơ? Gì đấy? Ô. Nó có cái con gì đấy anh em ạ? What? Cái đạn của nó sẽ làm cho mình bay. Cái hiệu ứng này nó làm cho mình bị bay lên trên anh em ạ. Cái gì đây? Cái này là cái gì? Sky's the limit. Elisha. Anh em biết cái Elisha đấy dùng để làm gì không? Nó là đôi cánh cho mình đấy anh em. À, đôi cánh của mình ấy. Và chúng ta có thể bay được nó anh em ạ. Và ta có thể dùng nó để bay á. Đó. Thì tôi đã tìm hiểu khá là kỹ rồi. Đó là nếu mà anh em muốn bay bằng đôi cánh này thì khi mà anh em nhảy xuống thì anh em sẽ giữ lì cái nút space đó, thì anh em sẽ giữ lì cái nút space sau đó thì anh em sẽ bay được cái này đó, xịn không? Ui sao gì ghê này, fire resistant unbreaking, 2 kim cương luôn, vàng protection 4. Ui Respiration bao xịn nhờ. Từ à đúng rồi, chúng ta phải mặc cánh vào anh ạ, phải mặc cánh vào, phải an toàn mặc cánh vào. Thay cái này vào. Không cho mình cái giày à? Cái này có gì không? Efficiency 3, Fortune. Ui, cái Fortune 2 thì ngon lắm anh em ạ. Cái Fortune 2 thì ngon lắm. Để tôi đào đi cái rương anh em ạ. Bởi vì cái rương này nó cũng có thể cần, quan trọng lắm. Đẩy thuốc ở đây. Thuốc hồi máu anh em ơi. Ở đây nó có con này này. Tôi xử nó mới được. Chết rồi. Nó có rơi ra cái gì không? Đó thì nếu nó ăn mình thì mình sẽ bị nó còn con nào nữa à? Sao mà nó bắn mình ra?
Thôi nào, thôi dừng nào. Thế xung quanh đấy nó còn con nào không? Thì là cái con mà tôi vừa giết đây các bạn, nó rơi ra một cái đồ mà nó cực kỳ gọi là quan trọng ở trong cái game luôn. Thôi thôi, ủa chết cha rồi, nó bắn tôi bị lên trên rồi. Đó, thì nếu mà chúng ta dùng nước thì chúng ta có thể xuống được anh em ạ. Nói chung là con này nó nguy hiểm nhá anh em nhá. Nói chung là cái con này là một trong những con nó cực kỳ nguy hiểm anh em ạ. Từ từ á, tôi phải núp đã. Thế vì là nó bắn mình bay lên á, xong chốc nơi cái lúc mà mình rơi xuống á thì nó có thể cái lúc mà mình chết anh em ạ, nó nguy hiểm lắm. Cực kỳ cẩn thận anh em ạ, phải cực kỳ cẩn thận. Ở đâu? Ở đâu? Bắn đi. Ủa, nó bắn kiểu gì mà tôi sao vẫn bị dính vậy? Thôi nào. Nó nguy hiểm nha. Tôi biết cái vị trí của nó rồi. Ở đây này. Tôi nhảy lên, tôi đánh nó. Đâu rồi? Tôi nhìn thấy nó ở đây mà anh ạ. À, đây 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 này này này. Thôi, chết cha rồi, nước 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 nước. Ủa chết cha rồi, nước. Đó thì chúng ta cứ đứng trên nước này thôi. Đó, cần này là một cái cực kỳ thông minh nha anh em. Thì khi mà anh em rơi xuống thì anh em sẽ rơi vào nước nó và anh em sẽ không bị làm sao cả. Để trèo lên đây tôi cho anh em xem khung cảnh của toàn bộ chỗ này. Đó. Thì thật sự là đánh cái bọn này nó hơi nguy hiểm, thế là tôi không có bình luận được nhiều nên là anh em thông cảm nhé, thì kiểu thế tôi phải tập trung ấy. Ok, đó thì anh em thấy cảnh nó rất là đẹp không? Thì đây ở đằng trước này này nó có một cái rất là tốt, nó rất là đẹp đồ trang trí anh em ạ. Cái gì đây, đầu rồng anh em ạ. Ê đó, thế là chúng ta đã có đầu rồng đó. Thì đội được vào luôn, thì anh em nhìn thấy ghê không? Đó, đội được vào luôn. Tôi sắp full đồ rồi, tôi ấy phết. Đây, để tôi thể hiện là bay cho anh em xem nhá. Đây. À, anh em thấy tôi bay mượt không? Đó. Mình nhảy xuống và sau đó thì mình bay thì như vậy đó. Đó thì cái lúc mình bay thì cái cánh của mình thì sẽ bị hỏng đi dần dần. Đó, xịn chưa? Ok. Thì bây giờ chết đi nào. Mình đánh bọn này thì chúng nó còn dịch chuyển. Ôi. Chúng nó còn dịch chuyển đi nữa anh em ạ. Tôi không biết là chúng có dịch chuyển đi đâu rồi ấy. Tôi không biết là chúng có dịch chuyển đi đâu rồi ta. Đây. Trời ơi, nó nguy hiểm quá nhở. Nó thì nó cứ bắn mình nó liên tục này thì mình sẽ bị dịch chuyển liên tục, thì nó khá là nguy hiểm đấy anh em ạ. Ui. Đấy, đau lắm. Tôi chạy xung quanh tôi nhòm xem là con đó nó núp ở đâu. Thế về là anh biết gì không? Khi mình giết được con đó thì nó sẽ rơi ra một cái cực kỳ tốt. Nó là cái vỏ của nó, cái vỏ của con đó anh em ạ. Thì cái vỏ của con đó này nó sẽ làm được một cái hộp. Cái hộp ấy nó cực kỳ bá đạo luôn anh em ạ. Tôi giết nó xong thì tôi sẽ mà từ nãy giờ tôi giết mấy con rồi nhưng mà nó vẫn chưa rơi ra nhỉ? Lạ nhỉ? Đâu rồi ta? Cái tiếng ủ của nó đấy. Hóa ra kiểu nôn ấy. Ở đâu rồi ta? À đây này này. Chào bạn.
Vì sao mà nó vẫn cứ không rơi ra cái vỏ cho tôi ta? Tôi thật sự cần cái vỏ anh em ạ. Nói chung là chỗ này nguy hiểm lắm anh em ơi. Ủa ôi, nó con nào đó, nó bắn tôi. À đây này, đây này. Nó ở trên đỉnh thế này. Đừng đứng vào đây chứ không rơi xuống đau lắm. Nó lại tốc biến đi đâu rồi anh em ạ? Ồ, ở đâu rồi, đâu ấy? Ở đây này, ô kìa, đây 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 đây. Đây này, này anh em này. Đây chính là cái thứ mà tôi cần thế này đấy, cái vỏ này đó. Ui. Ui. Đông nhờ, đông nhờ. Thì chúng ta có thể chém được cái viên đạn của nó nha anh em. Thực ra là tôi cũng đang cực kỳ cần. Chết thì nào, chết thì nào, chết thì nào. Ơ, nó lại te le rồi. Ô, nó có một con trên này. Nó có con trên này. Chết ngay em. Ô, đau ta. Ôi, từ từ, nước, nước, nước. Ôi, nước. Rồi, 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 rồi. Nào. Ha ha. Ờ. Ủa, hello anh. Anh em giật cả mình. Ấy. Sao tôi vẫn nghe có tiếng của cái con quái bắn bắn mà mình bay ta? Shulker. Tôi hay gọi con đấy là như vậy. Chết ngay. Từ nãy giờ chúng ta vẫn chỉ được có một vỏ à. Mà chúng ta cũng full đồ anh em nhở. Full đồ phết. Thì là cái con quái đó thì nó chỉ rơi ra đúng một thứ, thì đó là cái vỏ của nó anh em ạ. Nhưng mà cái vỏ của nó là một thứ nó quan trọng lắm, thế nên là sao mà tôi thấy ở trên này nó có vẻ đông. Đau quá ta. Nào, nào. Nước đâu? Thì khi mà anh em mà đứng vào nước thì anh em cũng sẽ được giảm mà. Ở trên này thì chỉ có một con này à? Còn không ta? Chết cha rồi anh em ạ. À. Tôi đang hơi lo. Thật sự tôi thấy hơi lo anh em ạ. À. Hơi lo là bởi vì tôi mà cứ đi cái này chắc có làm sao mà tôi về đúng không? Thì tôi đâu có nhớ đường về đâu. Mà từ nãy giờ tôi farm chúng nó như là cái gì luôn, nhưng mà được có mỗi một cái súc cơ. Sao vậy ta? Chúng ta cần phải thêm có một cái nữa anh ạ. Chúng ta cần phải thêm một cái nữa thì mới được. Chứ có một cái thì chưa đủ. Thì muốn làm cái hộp kia thì mình phải thêm một cái nữa anh em ạ. Tôi vẫn nghe tiếng nó nổi bọn kia anh em ạ. Thì không biết là có đúng cái tiếng của nó không ta. Còn không ta? Còn không anh em? Nó mỗi tội là cái chỗ này nó hơi nhỏ anh em ạ, nó hơi nhỏ nên là không ổn rồi. Nhỏ quá. Chỗ này nhỏ quá.
Có mỗi một cái sugar shell thì làm được cái tích sự gì? Phải hai cái cơ. Thì không biết là thì chúng nó còn trốn ở đâu không? Thì bọn này thì chúng nó cứ dịch chuyển đi lung tung ấy, tôi cũng không biết là chúng nó còn trốn ở đâu không. Đợi tôi 5 phút để check lại thử cái tòa này xem sao nhé anh em. Hết sạch rồi anh em ạ. Hết sạch rồi anh em ạ. Nó không còn một con nào trốn đây nữa. Hết sạch rồi. Tôi xui quá. Tôi xui quá anh em ơi. Tôi xui quá. Bây giờ thì tôi phải tìm đường về anh em ạ. Mà tôi có nhớ đường về đâu. Bây giờ tôi phải tìm đường về các em ơi. Toang rồi. Cái lúc tìm đường về này nó mới là cái lúc toang này. Căng nhờ. Căng. Ok nhưng mà không sao, tôi nghĩ là tôi sẽ có cách để đi về thôi anh ạ. À. Tôi nghĩ là thế nào tôi cũng sẽ có cách để đi về thôi. Tôi ui tôi nào bạn em Noel. Có vẻ là tôi lỡ nhìn là mặt nó. Ủa. Từ từ nào. Ủa. Nó đánh khỏe phết anh ạ, bởi vì tôi đeo cánh mà, thế nên là tôi không có đeo giáp. Đánh tôi khỏe phết. Được rồi, tôi sẽ cố gắng tự tìm được về nhà anh em nhé. Thì ok thì buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhé. Ok. Mà buổi hôm nay tới đây thì có mỗi 18 phút thì hơi hơi ngắn nhỉ. Thì đây thì cái dự tính tiếp theo của tôi ấy, thì tôi sẽ cái dự tính tiếp theo của tôi là tôi sẽ tôi nghĩ là tôi sẽ không về nhà đâu anh ạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ không tìm được về nhà mà tôi tiếp tục tôi đi tiếp, bởi vì thứ nhất là tôi có mỗi một cái sugar shell này là tôi rất là bực. Tôi không hài lòng. Ok. Đây là tôi nghĩ là tôi phải cần tìm đường đi tiếp và đấy anh em biết là mình đi tiếp nếu bây giờ mình gặp toàn lâu đài tiếp theo thì mình sẽ làm gì không? Bây giờ nếu mà mình mà gặp toàn lâu đài tiếp theo thì tôi đang nhắm tới hai thứ, một là cái vỏ của con này này đó, và thứ hai là một cái rương của bọn Ender anh em ạ. Thì cái rương đó nó rất là hay, kiểu là nó sẽ liên kết với nhau á, thì nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Khi mình đặt đồ vào trong cái rương đó, xong rồi mình chết đi á, rồi mình về nhà thì mình tạo ra cái rương đó, rồi mình mở ra là mình sẽ lại lấy được hết tất cả đồ, thì nó khá là hay. Ender chest đâu ta? Ender chest đây 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 này. Đó, chúng ta chỉ cần một cái con mắt Eye of Ender rồi thì cục obsidian. Biết thế tôi làm ở nhà đi đúng không? End crystal ở à đấy thì cái end crystal này thì là cục mà nếu mà mình ấn vào thì sẽ gây nổ này đó, cũng khá là hay. Thì bây giờ kế hoạch của tôi đó, tôi đi tiếp để tôi tìm cái NCT tiếp anh em ạ. Tôi muốn tìm cái vỏ và tìm cái rương rương Ender, nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải vứt đi một chút đồ đã, bởi vì có nhiều đồ quá. Vứt cái nút như này, chả cần cái nút đâu. Vứt cái piston như này, chả cần đâu. Có nhiều mấy cái block hài quá nhở. Vứt cái đó đi. Thuốc thì mình không gộp lại được với nhau anh em ạ. Chết cha rồi, bây giờ đồ nào cũng cần anh em ạ. Tôi vứt cái này và vứt cái piston đi là được. Ok. Thế còn giường thì sao? À. Giường.
Giường thì tôi có một cái dự tính cái này anh em ạ. Đây này, tôi sẽ dùng giường để tôi để tôi thử đào cái loại đá này xem được không. Đây đây đây. Ồ, nó nổ được thế, thế nhưng nó nổ bé lắm, bởi vì là có vẻ như là cái loại đá nó hơi cứng. Ui, nó cũng may là vừa nãy chúng ta lút. À đâu 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 đâu, ngon quá. Em nhìn này, chúng ta có luôn cả cái cuốc luôn, xịn quá. Ui, xịn quá anh em ơi. Tốt quá. Đó thì chúng ta làm vậy theo rơi ra được một vài cục. Đó thì bây giờ cái dự tính của tôi tiếp theo là tôi sẽ tiếp tục tôi tìm thôi. Thì vừa nãy thì tôi đi cái hướng này đây, vừa nãy thì tôi ở đâu 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 đâu. Thì vừa nãy thì cái hướng tôi đi thì đây cái tàu ấy cả thì nãy thì đi từ phía kia vào. Bây giờ thì tôi tiếp tục tôi chạy ngược ngược ở phía này thôi. Đó. Thì đó. Nhưng mà tôi nghĩ dù là video nó hơi ngắn nhưng mà tới đây thôi nhé anh em. Xong buổi sau rồi thì tôi sẽ tìm được đường về nhà và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chúng ta cùng tiếp tục sau nhá. Ok nhá. Bye bye anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em nhá.